Vâng, chào các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Hôm nay kênh Quy Nhơn City sẽ cập nhật cái đoạn cao tốc đi ngang qua quốc lộ 19 và đi ngang qua phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định các bạn. Vâng. Hướng này thì các bạn có thể thấy phía bên trên đó là khu công nghiệp Nhân Hòa. Vâng, phía đây là cao tốc các bạn. Hiện nay thì con đường chính, cái đoạn đường này họ đã đóng lại để mà họ làm các cái trụ cầu vượt qua khu vực đường 19 này các bạn. Và bên cạnh họ mở một đường tạm trải nhựa đàng hoàng để mà phương tiện qua lại cho nó dễ dàng. Vâng, nếu thẳng theo hướng này sẽ là đi qua một cái đèo. Bữa trước các bạn nói đèo gì thì Thọ quên rồi. Bữa trước thì ở hướng Phước Thành, Phước An đó các bạn, thì Thọ cập nhật ở phía bên phía đèo bên kia. Có lẽ là đèo Đại Hàn phải không các bạn? Đó, tới hướng đó. Từ đây tới cái khu vực đèo đến khu vực bữa trước cập nhật, nếu mà đường chim bay các bạn thì khoảng chừng 2 cây số. Đây, phía này là đường cao tốc sẽ đi ngang qua thị xã An Nhơn. Vâng, đoạn Phước Hòa và đi phía trên của các cái phường lớn như là phường Bình Định hay là phường Đập Đá, phường Nhân Hưng. Đấy, phía trên. Khu vực này xe công trình chạy rất là nhiều các bạn, xe chở đất chạy rất là nhiều. Và họ cũng thấy hiện nay thì họ đang làm cái trụ điện 500 kV này bạn, to rất là to nhé. Phía trong hình. Ở phía này nữa các bạn. Đó. Vâng, để anh hiểu rõ hơn về đường cao tốc đi ngang qua thị xã An Nhơn và cụ thể là phường Nhân Hòa đi ngang qua quốc lộ 19 thì Quy Nhơn City bay Pleca. Vâng, từ hướng này các bạn có thể thấy rất rõ quốc lộ 19 đang làm con đường rất là rộng. Vâng, phía đây thì họ đóng đường lại để mà họ làm cái cầu vượt qua cái đường quốc lộ 19 này. Như vậy ở hướng này thì cao tốc đi qua ngang qua phường Nhân Hòa cách quốc lộ 1A khoảng chừng 5,5 cây đến 6 km. Vâng, từ trên cao thì cũng có thể thấy là một chân của vượt trên đường chính được làm xong. Vâng, rất là có rất là nhiều. Vâng, xoay vòng khu vực này cho các bạn xem. Hiện tại thì đang được trồng các cái trụ điện lớn để kéo điện dọc theo đường cao tốc này. Vâng, đây là đường nhánh ra của cao tốc. Khi cao tốc các phương tiện có thể là đi xuống quốc lộ 19 cộng với khu công nghiệp Nhân Hòa.
này thì Flycam bay thẳng từ phường Nhân Hòa để đi vào phía trong đèo trong kia. Đèo này thì các bạn cho rằng đây là đèo Phú Quý. Chạy lên suối Hàng. Vâng, ngày xưa là con đường mòn thường dành cho bộ đội và người trồng rừng đi. Và nếu tận dụng tuyến cao tốc này làm một tuyến đường bê tông nhỏ song song với cao tốc thì việc giao thương qua lại giữa An Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh sẽ là vô cùng thuận lợi. Vâng, nếu đi thẳng qua đèo Cuối này thì đó là tuyến cao tốc bữa trước, cách đây khoảng vài tuần thì Quy Nhơn City cũng cập nhật cho các bạn xem. Khu vực cao tốc đi qua xã Phước An và Phước Thành. Đoạn xã Phước An và Phước Thành thì Quy Nhơn City cũng cập nhật lượt vài cây số cao tốc đi qua khu vực này. Sảnh cập nhật cao tốc đi qua phường Nhân Hòa, Quy Nhơn City cập nhật luôn khu công nghiệp Nhân Hòa. Thì khu công nghiệp Nhân Hòa do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhân Hòa làm chủ đầu tư tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu công nghiệp Nhân Hòa đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Không chỉ đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sản xuất, làm việc cũng được chủ đầu tư tạo lập trên tiêu chí xanh sạch đẹp, thân thiện môi trường, trở thành điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Khu công nghiệp Nhân Hòa có vị trí đắc địa nằm trên tuyến quốc lộ 19 nối cảng Quy Nhơn với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, Campuchia, do vậy rất thuận lợi cho việc liên kết sản xuất và trung chuyển hàng hóa, nhập nguyên liệu đầu vào và xuất hàng ra thị trường, cách trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa tỉnh Bình Định 25 km, giúp các nhà đầu tư có thể tiếp cận nhanh chóng và đầy đủ dịch vụ, trung tâm hành chính, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, y tế, cũng như trong giải quyết hồ sơ như thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính của tỉnh, cơ quan thuế, hải quan. Bên cạnh đó, địa phương lại có nguồn lao động dồi dào và thế mạnh để hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đến nay thì khu công nghiệp Nhân Hòa đã có 56 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký là 6.700 tỷ đồng. Hiện tại vốn đầu tư đã thực hiện đạt 4.019 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy đối với diện tích đất cho thuê của giai đoạn 1 và mở rộng đạt đến 98,5%. Riêng giai đoạn 2, tuy đầu tư xây dựng hạ tầng vừa hoàn thiện nhưng cũng đã thu hút được khá nhiều đầu tư với tỷ lệ hấp dẫn đạt 72,9%. Hiện tại thì công ty đã thực hiện đầu tư dự án nâng cấp nhà máy xử lý nước thải đạt công suất là 3.000 mét khối một ngày đêm và dự án nâng cấp nhà máy nước sạch phân kỳ 1 đạt công suất là 3.000 mét khối một ngày đêm.